ngày 5 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Dương Ngọc Hân, 41 tuổi, ngụ khóm 2, phường 5, thành phố Trà Vinh để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo kết quả điều tra, Hân cùng chồng là Ngô Thanh Phong, 38 tuổi, ngụ cùng địa chỉ, cho vay với lãi suất 2% một ngày, 60% một tháng và 720% một năm, vượt quá lãi suất theo quy định của pháp luật. Quá trình khám xét nơi ở của vợ chồng Dương Ngọc Hân, cơ quan công an đã thu giữ một số biên nhận cho vay tiền của Hân, 4 dao bằng kim loại gồm kiếm nhật, mã tấu, dao găm, 105 triệu đồng là tiền gốc và tiền lãi thu trong ngày của những người vay tiền, 11 điện thoại di động, 2 xe mô tô và một số giấy tờ khác có liên quan. Tiếp tục khám xét nhà trọ của vợ chồng Hân, cơ quan công an tiếp tục thu giữ thêm một gậy điện, một dao bấm, một gậy ba khúc, 8 dao tự chế và một tuyếp sắt. Hiện vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục khai thác, mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Ngày 5 tháng 10, ông Quảng Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, qua kiểm tra liên tục cho thấy 100% tàu cá có chiều dài 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tuy nhiên, từ đầu năm tới nay có tình trạng các chủ tàu cố tình ngắt kết nối hoặc tháo thiết bị định vị giám sát hành trình để né cơ quan chức năng vi phạm vùng biển cấm khai thác. Cụ thể, trong một tháng gần đây, ngành chức năng đã thực hiện 19.776 cuộc gọi đối với 1.811 tàu cá mất kết nối trên biển. Sau đó, chỉ có 1.059 tàu cá bật lại thiết bị VMS kết nối hệ thống giám sát. Gần đây nhất là ngày 14 tháng 9, qua tuần tra, kiểm tra trên vùng biển Phú Quốc, lực lượng chức năng phát hiện một tàu cá không số chở 6 thiết bị giám sát hành trình của 6 tàu cá khác. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang, các trường hợp vi phạm đều bị xử phạt rất nặng, có trường hợp bị phạt lên tới trên 2,8 tỷ đồng, vượt quá giá trị của chiếc tàu. Chiều ngày 5 tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin hiện đang có một bộ phận áp cao lục địa từ phía Bắc di chuyển dần xuống phía Nam và có xu hướng tăng cường lệch đông. Dự báo, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường lệch đông, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên từ chiều tối và đêm ngày 6 tháng 10 đến sáng ngày 7 tháng 10, tại Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, cơ quan khí tượng cảnh báo. Các trung tâm cảnh báo thời tiết ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các chuyên gia khí tượng cũng nhận định, khoảng ngày 7 tháng 10, miền Bắc sẽ có gió đông bắc. Trong tháng 10, áp suất không khí lạnh ở miền Bắc sẽ tăng dần lên. Về cơn bão Coi-Nu, cơ quan khí tượng cho biết, vị trí tâm bão này đang ở tọa độ khoảng 22 độ vĩ Bắc và 120,1 độ kinh Đông trên vùng biển phía tây nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Bão đang mạnh cấp 12 đến 13, giật cấp 16. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong ngày 6 tháng 10, cơn bão Coi-Nu đi vào biển Đông và có thể suy yếu dần. Chiều ngày 5 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải đã công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi. Đoàn kiểm tra do ông Đỗ Ngọc Hải, trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ công cộng, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra nhiều nội dung, trong đó có quy trình đảm bảo an toàn giao thông hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp Thành Bưởi. Trong quá trình kiểm tra, đoàn sẽ chủ động phối hợp với các sở, ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức nếu phát sinh vấn đề liên quan. Sau đó, đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo kiến nghị và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hình thức xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. Tại buổi công bố, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi nêu ý kiến, hiện tại công ty đang làm việc với cơ quan điều tra về vụ tai nạn xảy ra tại Đồng Nai nên không có nhân sự tiếp đoàn kiểm tra. Công ty xin đề nghị dời thời gian kiểm tra nhằm tập trung xử lý hậu quả tai nạn. Tuy nhiên, đại diện đoàn kiểm tra cho biết,
quyết định kiểm tra đã được ban hành nên vẫn thực hiện. Việc kiểm tra bắt đầu từ ngày 9 tháng 10. Theo báo cáo thẩm tra của các cơ quan Quốc hội, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 tới đây của Quốc hội, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 15.177 cuộc kiểm tra việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 865 vụ việc vi phạm, 1.374 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường trên 972 tỷ đồng. Đặc biệt, trong nửa đầu nhiệm kỳ, các cấp, ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác với 111.430 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng, chú trọng xử nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng. Đáng ghi nhận, theo các cơ quan của Quốc hội, là công tác thu hồi tài sản tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 386.000 tỷ đồng, kê biên 249 bất động sản và hơn 56 triệu cổ phần, cổ phiếu. Cơ quan thẩm tra của Quốc hội cũng đề nghị chính phủ làm rõ thêm kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, các bộ, ngành, địa phương có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.